Bạn muốn tạo ra video lồng tiếng, tuy nhiên bạn không tự tin vào giọng nói của mình hoặc sử dụng giọng nói rất là khô khan. Vậy đây sẽ là giải pháp dành cho bạn. Đầu tiên các bạn sẽ mở trình duyệt lên, sau đó các bạn vào cái trang là bạn bấm vào này. Ở đây các bạn sẽ kéo xuống phần là tổng hợp tiếng nói, rồi các bạn sẽ bấm vào phần là chi tiết. Ở trong phần trải nghiệm này thì các bạn sẽ nhập cái text của các bạn vào đây. Đấy, thì nó sẽ chuyển thể cái text này sang cái dạng voice cho các bạn nhé. Ví dụ mình nhập vào đây này, Vương Anh Media. Ở phần giọng đọc này thì nó sẽ có nhiều giọng đọc cho các bạn chọn nhé. Đấy, ví dụ như là miền Nam, miền Bắc này đều có này. Đấy, mình sẽ chọn một giọng đấy. Sau đó các bạn sẽ bấm vào phần tải xuống, chọn định dạng file. Ở đây mình sẽ chọn là MP3 nhé. Đấy, nó sẽ hỏi là có muốn tải về không, thì mình sẽ bấm vào tải về. Sau khi mà các bạn đã tải xong cái voice đấy rồi thì các bạn sẽ mở cái app CapCut lên. Đấy, các bạn sẽ chọn một cái file nào đấy mà chúng ta cần lồng tiếng, thì chúng ta sẽ đưa cái file mà chúng ta vừa tải về vào thôi, rất đơn giản thôi. Đấy, mình sẽ bấm vào cái CapCut này, mình sẽ chọn vào phần âm thanh này, chọn là cái phần là âm thanh, rồi bấm vào cái thư mục này. Đấy, chọn từ tệp này. Đấy, nhập từ tệp. Đây là cái cách mà các bạn có thể là sử dụng lồng tiếng bằng giọng AI, nhưng mà cái giọng của chúng ta nó vẫn có nhịp điệu và rất là cuốn hút.